kênh YouTube triệu view trong tương lai của Thảo. Hôm nay chơi gì vậy? Hôm nay là khách. Khách nữa hả? Có một cái hộp thì bây giờ nếu mà Thảo đồng ý mở cái hộp này ra thì là đồng biểu việc Thảo chấp nhận cái khách ở trong đây. Make up đúng không? Chấp nhận không? Không chấp nhận lắm. Chấp nhận không? Chấp nhận cái khách không? Dễ không? Dễ. Thì không? Nữa, vui nữa. Chơi. Mở, à mở lần này hả? Dễ rồi, dám chơi không? Biên tập nguy hiểm quá. Toàn hộp hộp nhỏ nhỏ không là cái gì vậy? Chị đang tập nè, thấy không? Người ta biết cho lên, người ta tập cho lên nè. Chưa vô nữa hả? Sao nó khó vô vậy? Dạ đây là quyền trợ giúp, không tự đeo được. Nãy giờ cả tiếng ngồi. Nếu chừng này.